Ngày 2 tháng 7, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy, đã phát hiện và chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan lập biên bản 11 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường sân bay, chuyển phát nhanh, bưu cục ngoại dịch. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, thu giữ tổng cộng hơn 37,5 kg ma túy các loại, trong đó có khoảng 312,6 gram cocaine, 8.471 gram ma túy tổng hợp dạng viên nén, MDMA, thuốc lắc, 21.679,5 gram cần sa và 7.635 gram heroin. Qua điều tra, số ma túy trên được các đối tượng nhập khẩu trái phép từ các nước châu Âu, Mỹ, châu Phi về thành phố Hồ Chí Minh và xuất khẩu trái phép sang Úc, Nhật và được ngụy trang bên trong gói thực phẩm, hộp trà, gói thức ăn cho mèo, v.v. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 61 vụ vận chuyển trái phép ma túy. Tiền chất ma túy xuất nhập khẩu trái phép qua các cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đơn vị thu giữ hơn 150 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2021.